Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, thông báo bước đầu về nguyên nhân gây ra vụ cháy tại nhà xe tạm giữ công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận, theo đó, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, làm 232 xe mô tô cùng một số vật dụng tại khu vực nhà để xe tạm giữ trong trụ sở công an huyện Tánh Linh bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra do sự bất cẩn của một chiến sĩ công an nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ tại công an huyện Tánh Linh. Thời điểm trên, khi một chiến sĩ công an vừa đưa phương tiện vi phạm về nhà tạm giữ và thực hiện việc hút xăng ra khỏi bình để đưa vào bảo quản theo quy trình thì một chiến sĩ công an khác đi từ bên ngoài vào vứt tàn thuốc vừa hút xong. Thời điểm đó có gió mạnh nên đã thổi tàn thuốc bay ngược vào đúng vị trí đang hút xăng dẫn đến vụ cháy. Công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Tánh Linh thực hiện bồi thường dân sự cho người có phương tiện vi phạm bị cháy theo đúng quy định của pháp luật. Như tin đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 3, kho tạm giữ xe mô tô các vụ vi phạm hành chính của công an huyện Tánh Linh bất ngờ bị bốc cháy dữ dội ngay khi phát hiện vụ việc công an huyện tánh linh đã huy động cán bộ chiến sĩ và người dân gần đó tham gia chữa cháy đồng thời báo cáo công an tỉnh điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện đức linh để đến hiện trường cùng với đó lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy từ thành phố phan thiết cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy sau gần một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được dập tắt Ngày 15 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ án cướp tài sản giết người và hiếp dâm xảy ra tại nhà trọ ở phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức do Nguyễn Đăng Khoa 25 tuổi quê Tiền Giang thực hiện. Nạn nhân trong vụ án này là chị VTT 25 tuổi quê Đồng Nai. Trong vụ án này, cơ quan chức năng chưa thu hồi được vật chứng là một điện thoại di động hiệu iPhone 12 Pro màu xanh, dung lượng 128 GB, số IMEI 3589 154 834 -42908. Theo đó, cơ quan công an đề nghị người dân thấy hoặc đang giữ điện thoại di động có đặc điểm nêu trên cần liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, gặp điều tra viên Lương Văn Hải, đội 3, phòng PC01. Số điện thoại 0902785865 để cung cấp thông tin. Như đã đưa tin, chiều ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, Công an phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị VTH quê Đồng Nai về việc em ruột là chị T đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được từ cuối buổi chiều ngày 8 tháng 2. Gia đình từ Đồng Nai lên phòng trọ của chị T thì phát hiện có nhiều dấu vết bất thường nên đã trình báo vụ việc đến Công an thành phố Thủ Đức. Vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ camera gần khu vực gây án, công an xác định từ chiều ngày 8 tháng 2, chị T chưa từng rời khỏi dãy trọ. Thay vào đó, họ phát hiện Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê Tiền Giang, cùng dãy trọ với nạn nhân, liên tục ra vào dãy trọ và chở theo nhiều túi ni lông màu đen ra bên ngoài. Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giám đốc nhận định, Vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại nên ngày 12 tháng 2 tức ngày mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, kiêm Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Cảnh sát đã di lý khoa về cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận, ngày 8 tháng 2, thấy chị T chuẩn bị hành lý về quê nên Khoa đã nhờ chị T qua phòng phụ dọn đồ đạc. Tại đây, Khoa ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản và hiếp dâm. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Khoa dùng dao phân tử thi nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông màu đen, đem phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, phường Tăng Nhân Phú A. Trong quá trình gây án, khoa đã cướp của nạn nhân một số tài sản trong đó có chiếc iPhone 12 Pro màu xanh. Hiện vụ án sát hại cô gái ở thành phố thủ đức đang được công an tiếp tục làm rõ. Theo thông tin từ lãnh đạo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHB, sinh năm 1984. Ông PHB là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông xảy ra vào sáng ngày 13 tháng 3 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 3, một cán bộ hải quan tỉnh Nghệ An đã xác nhận người điều khiển xe máy là anh PHB, sinh năm 1984, đang công tác tại tri cục hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, cục hải quan tỉnh Nghệ An. Anh B trong lúc lưu thông trên đường đã va chạm với ô tô đoạn ở vòng xoay đại lộ Lenin, thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Vị cán bộ trên cho biết B đã điện thoại báo cáo lại toàn bộ sự việc, sau đó những người liên quan đến làm việc tại Công an Phường Hương Dũng và Công an thành phố Vinh. Đây là sự việc đáng tiếc trong ứng xử khi tham gia giao thông. Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông PHB. Hiện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra để có hình thức kỷ luật đối với ông PHB. Ông PHB là cán bộ công tác tại Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An. Trong các ngày từ 11 đến ngày 15 tháng 3, ông PHB được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Còn anh DDH, chồng của nữ tài xế ô tô chia sẻ, sự việc xảy ra khiến gia đình mệt mỏi. Sau khi vụ việc xảy ra, người nhà tài xế xe máy đã đến xin lỗi gia đình. Người chồng cho biết, may khi người này đập vỡ kính ô tô thì kính không văng vào mặt vợ tôi, Lúc anh ta ném mũ bảo hiểm cũng không trúng người. Được biết, tài xế xe ô tô là một nữ cán bộ quân đội. Trước đó khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tại vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô. Vào thời điểm trên, nam thanh niên đi xe máy Honda Everlet đang đi vào vòng xuyến thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Sau khi ngã xe, nam thanh niên hùng hổ lập tức cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô. Toàn bộ hành động của nam thanh niên được người tham gia giao thông quay lại và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người xem xong clip bày tỏ rất phẫn nộ trước hành vi hùng hổ hủy hoại tài sản của nam thanh niên, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Vinh đã vào cuộc điều tra, hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 Bộ Quốc phòng đã thống nhất điều chuyển công tác đối với bà LTN Thiếu tá, 42 tuổi, chú tổ 8 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, Gia Lai, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211 đến nơi công tác khác. Hiện Quân đoàn 3 cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Chủ trương của Quân đội Nhân dân Việt Nam kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Quân đoàn 3 đã chỉ đạo Bệnh viện Quân y 211 thực hiện quy trình kỷ luật đối với cán bộ nhân viên vi phạm. Đây cũng là bài học nghiêm khắc gian đe cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Trước đó, tối 29 tháng 2, trên đường Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, công an thành phố Pleiku kiểm tra phát hiện bà N chạy ô tô biển kiểm soát 81A32333, mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699mg trên lít khí thở, không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được. Ngoài ra bà N còn không xuất trình giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Đến ngày 5 tháng 3, bà N đến trụ sở công an thành phố Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 81A32333 do ông NTP làm chủ sở hữu và một giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp ngày 10 tháng 9 năm 2020, có giá trị đến năm 2030. Trước vi phạm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái xe hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà N.